Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi vào giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em mới về. Một số những mẫu sản phẩm bên em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đấy, quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì ship code toàn quốc, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác, và đơn trên 500k thì em Dân sẽ có một số những mẫu phần quà nho nhỏ để em gửi tặng đến các bác này. Đấy, một số mẫu phần quà nho nhỏ bên em nhé, đó là gồm có những cái bình xịt nhớt này, bình xịt nhớt, đèn móc khóa, đèn móc khóa, trà bồn cầu, trà bồn cầu, bình giữ nhiệt, bấm móng tay, bộ bấm móng tay. Đấy, và những cái trà bồn cầu này, những cái gãy lưng này. Đấy, đó là một số những phần quà bên em nhé. Đó là một số những mẫu phần quà nhỏ nhỏ bên em. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi vào một số mẫu sản phẩm đấy, bên em Dân đang có này, cũng rất là lâu hoặc là mới về và rất là lâu bên em Dân chưa giới thiệu các bác. Đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một số những mẫu loa mic karaoke của Nhật. Đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái dòng loa hát karaoke ấy, Kimiso. Kimiso của Nhật. Hàng này thì nó có công suất của nó là 50W. Đấy, hàng này hàng dùng pin, dung lượng pin của nó là 15.000 ampe. Đấy, các bác có nhìn thấy không? Này, 15.000 ampe. Đấy, con này thì cắm sạc bằng cổng sạc USB 5V. Đấy, là tức là chúng ta sử dụng bằng cái mẫu dây sạc củ này. Đấy, dây sạc điện thoại này chúng ta cắm vào đây và chúng ta cắm vào củ sạc điện thoại của chúng ta ra 5V. Đấy. Hàng này hàng của Made in Japan, và ở đằng sau này đây thì nó có một cái công tắc bật tắt này để cho các bác sử dụng này. Bluetooth mode. Đấy. Và các bác bật lên. Ở đằng sau này thì ở đây là một chỗ cắm sạc này. Đây là cắm chỗ cắm tai nghe hoặc cổng chuyển đổi này. Khay cắm thẻ nhớ này. Khay cắm USB. Đấy, và dây chỗ dây cắm mic. Đấy, mặt đằng trước đây thì ở đây có một cái bảng hồ đồng hồ điện tử, và đây là hai bên loa này thì là có hai cái bóng đèn. Đấy, chúng ta có thể bật tắt ở nút đây. Đấy, nó có mấy chế độ. Và con này thì có cả FM. FM mode. Đấy, nó đang rõ. Trời xanh, mây trắng. Bluetooth mode. Nó có thể nghe được nhưng mà thực ra là nhiều khi chỗ nó sóng kém. Và con này thì chúng ta có thể hát karaoke. Và đi kèm theo nó là một cái bộ dây và mic hát karaoke của nó. Thực ra là cái loại này thì mic này là mic kiểu là tặng kèm theo chương trình khuyến mại thôi, nên là nó cũng bình thường, nó không phải là xịn sò cho lắm. Nhưng mà cái loa thì ok. Đấy, và em xin cắm ở đây này. Đấy. Alo, alo. Đấy. Và các bác có thể nghe thấy cái chất giọng của nó thì cũng rất là ok luôn. Đấy, nhưng cái mic này thì nó cũng tạm được, gọi là không có thì chúng ta hát chung bóp. Đấy, thì ok. Đấy, một cái mẫu mic này, dây của con mic này thì nó cũng rất là khiêm tốn. Đấy, nó dài chỉ có hơn 2 mét thôi. Thế là cũng nói rõ ràng thế. Dây của cái mic này thì nó dài hơn 2 mét. Đấy. Và chúng ta hát karaoke thoải mái trên cái dây này. Một cái mẫu loa Kimiso này thì em xin đo kích thước nhé. Kích thước của con loa này thì tổng chiều dài của nó là 33 cm. Tổng chiều cao nó rơi vào cửa tầm 17 cm. 17 cm các bác nhé. Đấy, loa của nó là loa... Alo, 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 alo. Đấy, hai con loa ở trước. Các bác có thể bật đèn lên cho nó đẹp. Đấy, nhưng mà ví dụ chúng ta mang nó đi hát karaoke thì nên tắt đèn để nó đỡ tốn điện. Đấy. Thực ra là có thêm đèn thì nó sẽ tốn thêm điện. Con này có công suất 15.000. Đấy, các bác có thể hát karaoke liên tục từ 8 đến 10 tiếng. 8 đến 10 tiếng liên tục nhé. Đấy. Hàng này hàng nguồn nội địa nhé. Đây. Một cái mẫu loa karaoke Made in Japan. Đây là các bác lên cho em mã này, mã loa Kimiso, hoặc các bác lên cho em mã loa 450.000. Đấy. Đấy. Các bác kết nối nhé, cách sử dụng này. Các bác dùng điện thoại di động của các bác này, các bác kết nối Bluetooth đấy với cái mẫu loa này, và chúng ta hát karaoke đúng như kiểu là bình thường thôi, cầm điện thoại hát karaoke thôi. Đấy, còn loa nó lên sẽ lên nhạc ở cái loa này. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Còn sản phẩm thứ hai
em Dân muốn giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu mic, mic dây Tomahawa. Hàng này là hàng của Made in Japan, nội địa Nhật. Đâu nhỉ? Đây. Con này thì còn gần như là mới luôn. Đấy, hàng này là hàng thanh lý, hàng thanh lý của siêu thị, nhưng mà nói chung là vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp luôn. Hàng mới luôn. Mẫu sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 320.000 đồng một cái, và đã bao ship toàn quốc cho các bác rồi. Đấy, và bao ship toàn quốc, con loa này cũng bao ship toàn quốc, và con này đã bao ship toàn quốc. Và đây em đã tháo ra một cái cho chúng ta rồi, sẵn rồi. Dây của nó thì rất là mềm dẻo này. Dây dài 5 mét. Này. Đấy. Rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi nhé. Đấy. Và các bác cắm vào đây. Các bác cắm vào đây. Đấy, và chúng ta hát karaoke. Đấy, và chúng ta hát karaoke đấy, các bác có thể nghe thấy này. Cái chất giọng của nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, cái chất của nó khác hoàn toàn với cái mic mà nãy, mic thẳng của nó này. Đấy, thì con mic này nó là mic xịn nên là chất giọng của nó rất là ok. Rất là ok nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu Tomahawa. Hàng của Made in Japan. Đấy, hàng Made in Japan. Sản phẩm này của bên em đang bán với giá là 320.000 đồng nhé. 320.000 đồng. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp mỹ mãn luôn, dây này. Dây mic. Đấy. Dây mic của nó này. Đấy, dây mic của nó này. Rất là mềm dẻo này. Rất là mềm dẻo. Hàng xịn sò luôn. Xịn sò luôn nhé. Đấy. Đấy. Hàng xịn sò. Mic dây. Mic dây. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu loa hát karaoke QC. Đấy, loa hát karaoke QC. Đấy, mới. Con này thì cũng có hát karaoke. Đây, em xin khui thùng luôn. Đấy, đầu tiên thì bên trong của nó là có một cái dây cáp hai đầu chuyển đổi này. Đấy. Và một cái dây sạc, một cổng sạc, dây sạc của nó này. Đấy. Và chúng ta lắp vào. Đấy. Thì một cái mẫu loa này thì hát karaoke cũng rất là chất. Đấy. Và các bác thông cảm nhất là nhiều khi các bác đặt hàng bên em ấy thì nó hơi đi hàng hơi chậm ấy, thì các bác lưu ý là đã đặt hàng bên em thì thông cảm là đợi hàng một chút, hoặc là nếu mà có thắc mắc gì thì gọi điện cho shop em. Thì nhiều khi các bác đặt hàng bên em rồi xong lại đặt hàng các shop khác nữa, đâm ra nó rất là mất hay. Đấy, thì là kính mong các bác là thông cảm cho em là đặt hàng bên em rồi thì là bên em đã xác nhận đơn là các bác bên em đã gửi. Đấy, các bác đừng đặt bên khác nữa, bây giờ 2-3 shop nó gửi cùng một lúc lên thì nó rất là khó. Đấy, nhận bên shop nào cũng rất là khổ. Đấy. Đây là một cái mẫu loa của QC. Một mẫu loa này thì bên ngoài bọc da nhé các nhé. Bên ngoài bọc da này. Và chúng ta bật tắt vào đây. Hello. Đấy. Và con này thì nó không kèm theo mic các bác nhé. Con này thì nó sẽ không đi kèm theo mic. Con này chỉ có loa không thôi. Đấy, và các bác có thể nghe nhạc và hát karaoke. Đấy, kích thước của nó là 26.5. Một chiều là 27. Một chiều 27, một chiều 17, một chiều 26.5. Đấy, chiều ngang, bề ngang của nó đây là 11.5. 11.5. 11.5 này. Đấy. Và con này thì loa QC. Hàng này thì hàng của Mỹ. Đấy, nhà máy đặt tại Trung Quốc. Nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc. Đấy, loa này thì nó sản xuất rất là ok luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy em cắm mic vào và các bác nghe thế. Con này thì chống phách các thứ rất là ok nhé, rõ ràng. Đấy. Alo. Các bác có thể nghe đây, nó rất là to, rất là ok. Chúng ta có thể chỉnh âm lượng này. Các bác có thể chỉnh âm lượng đây để chỉnh to, chỉnh bé. Đấy, chỉnh các loại chỉnh luôn. Rất là tiện lợi và dễ dàng. Đấy, chúng ta hát karaoke này. Đấy, em đang cắm mic đây, cắm mic chặt vào đây. Các bác có thể nghe thấy giọng rất là trong luôn, rất là trong luôn. Và chúng ta có thể ở trên này thì cái lỗ cắm sạc. Cắm sạc. Cắm tai nghe này, cắm USB này và cắm thẻ nhớ. Con này thì chúng ta có thể chỉnh thoải mái nhé. Mẫu loa thì bên ngoài là bọc da. Bên ngoài là bọc da này. Rất là xịn sò luôn. Con này thì bên em Dân đang bán mức giá đó là 500.000 đồng một mẫu loa PC. 500k một mẫu. 500
500.000 đồng một cái sản phẩm loa QC này. Con này nghe nhạc rất chất, con này nghe nhạc chất lừ luôn. Đây, đây các bác mở lên này. Hello. Rất là ok luôn. 500.000 đồng một sản phẩm này. 500.000 đồng một cái mẫu loa QC này. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu loa gỗ này. Một cái mẫu loa gỗ nhé. Đấy, cái mẫu loa gỗ này thì mã của nó là XM520. XM520. Đấy. Con này thì nó là một cái mẫu loa gỗ có thân chúng ta đặt điện thoại trên này. Đấy, nút nguồn này. Đấy, các bác bật lên này. Đấy, và tắt đi, các bác bật tắt ở đây. Và các bác kết nối Bluetooth đến để chúng ta nghe nhạc. Đấy, các bác sẽ khi kết nối Bluetooth, mã của nó sẽ là XM520 nhé. Mã của nó sẽ là XM520. Con này thì nó có kích thước này. Là 38 cm. Một chiều là 10. Đấy. Chiều sâu của nó đây là 8,5. 8,5. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy. Cái sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 300.000 đồng. Loa gỗ 300k. Loa gỗ 300.000 đồng một cái này nhé. Một cái loa gỗ này. 300.000 đồng một cái loa, mẫu loa gỗ này. Hàng khi bác nhận là nguyên đai nguyên kiện luôn nhé. Nguyên đai nguyên kiện luôn nên là các bác yên tâm. Loa gỗ XM520 phù hợp với các bác khi để trong phòng ngủ nghe nhạc. Con này công suất của nó là 20W. 20W nhé. Một sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu loa JBL. Loa JBL. Đấy, một cái mẫu loa JBL này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 320.000 đồng. 320.000 đồng một cái. Đấy, con này thì hàng đẹp. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Các bác cắm sạc vào nhé. Thì ở đây thì nó sẽ sáng này. Các bác cắm sạc vào thì ở đây nó sẽ sáng cho chúng ta luôn. Đấy, và nó sẽ hiển thị cho chúng ta là đang biết là đang sạc pin. Đấy, hiển thị cho chúng ta biết là đang sạc pin. Đấy, một cái mẫu loa JBL rất là đẹp và xịn sò luôn. Con này thì nó có dây rồi nhé. Nó có dây. Đấy, nó có dây để chúng ta treo vào đây. Treo vào đây để chúng ta đi nghe nhạc. Hàng đẹp luôn. Đấy, trong này thì nó có chỗ này chỗ đậy lại này. Để cắm, các bác cắm sạc này. Cắm sạc này, cắm USB thẻ nhớ này, cắm tai nghe này. Rất là tiện. Thường thường thì các bác mua cái này thì cũng chúng ta không phải cắm tai nghe. Đấy, nhưng mà các bác dùng cái lightning này để các bác light lên những cái loa thiết bị loa âm thanh. Đấy, của nhà chúng ta, ví dụ các bác nào mà dùng tivi cũ ngày xưa. Đấy, mà có cái dàn loa hay thì các bác cắm ở đây lên loa. Đấy, thì nó sẽ kết nối thông với nhau. Nó sẽ lưu thông với nhau. Một cái mẫu sản phẩm này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 320.000 đồng. Một cái mẫu loa của JBL. Loa của JBL 200.000 đồng nhé. Hàng đẹp. Hàng đẹp luôn. $200k một cái mẫu loa của JBL. Có loa nghe nhạc, có loa karaoke rồi thì không thể thiếu cho chúng ta được. Đó là một cái thiết bị, em xin lỗi, một cái thiết bị đèn laser này. Đấy, một cái thiết bị đèn laser. Ở đây thì em đang có hai mã. Em xin giới thiệu mã bé trước nhé. Đấy, thì chúng ta không thể thiếu được cái thiết bị đèn laser trang trí này. Đấy, em xin cắm điện vào. Đấy, nó dây của nó là dây một cái sợi dây dài khoảng hơn khoảng 2 mét. Đấy, một cái sợi dây khoảng dài khoảng 2 mét và chúng ta cắm vào đây. Cắm USB vào. Đấy, và chúng ta bật nguồn lên. Và các bác bật nguồn lên này. Đấy, không để thiếu được cái mẫu đèn laser trang trí này. Rất là tiện lợi. Con này thì các bác có thể dùng nút ấn này. Nút ấn này để các bác chuyển đổi chế độ này. Đấy. Đấy, nút ấn đây các bác có thể nhìn thấy này. Các bác có thể chuyển đổi chế độ ở nút ấn này. Đấy, rất là tiện lợi. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, sản phẩm này thì đây con có thể chớp theo nhạc này con này. Đấy, các bác có thể nghe thêm nói nhé. Các bác nghe thêm nói này, nó chớp này. Đây nhá. Alo, 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 alo. Đấy.
em nói thì nó sẽ nháy, còn em không nói thì nó sẽ ngừng lại. Đấy, con này có thể nhấp nháy theo nhạc. Đâu, để em tìm lại cái điều khiển của nó, để đâu nhỉ? Đây, điều khiển nó đây, các bác có thể bật tắt này. Đấy, bật tắt này, và các bác điều chỉnh các chế độ của nó, có điều khiển luôn. Đấy, và một cái con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng, 350.000 đồng một cái mẫu sản phẩm đèn laser này nhé, đèn laser trang trí này. Đấy, nó sẽ tự động cho chúng ta là chỉnh các chế độ, đấy, nhấp nháy rất là tiện lợi. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Bật tắt 350.000 đồng một cái mẫu đèn laser trang trí, 350.000. Và một cái mẫu tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, mẫu này thì to hơn. Đấy, nó cũng dùng chung một cái loại dây cáp sạc, dây cáp tiếp nguồn. Đây, các bác cắm nguồn vào đây. Con này thì hàng của nội địa Trung, con này hãng khác, hàng nội địa Trung. Đấy, và chúng ta có thể điều khiển bằng điều khiển. Các bác lưu ý nhé, khi các bác lấy điều khiển về, nhận điều khiển nhận hàng, các bác rút cái này ra cho em. Rút ra thì mới điều khiển được. Đây. Và con này thì các bác ấn auto này, tự động này, pha led này. Đấy, nó sẽ nhấp nháy theo chớp nhạc, theo nhạc này. Đấy, và các bác có thể chỉnh chớp nhanh chớp chậm này. Nó múa nhanh múa chậm này. Đấy, con này thì xịn xò hơn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhé. Đâu, các bác có thể nhìn thấy tia thì ở cái thùng này này. Đây nhé. Đấy, nó đang nháy, em cho nó nháy nhanh hơn này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó đang nháy rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, em cho nó chậm lại này. Đấy, nó chậm lại hẳn rồi, các bác có nhìn thấy không? Đấy, và bật tắt và bằng điều khiển. Con này thì dòng này nó có quạt tản nhiệt bên dưới để nó thổi, hai con đều có quạt tản nhiệt cả. Đấy, để nó thổi. Đấy, và một cái mẫu đèn laser trang trí này bên em dân đang bán với mức giá đó là 420.000 đồng, 420.000 đồng một cái mẫu đèn laser trang trí nhé các bác nhé, để các bác trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng karaoke rất là thuận tiện. Đấy, phòng khách, phòng ngủ, phòng karaoke rất là thuận tiện nhé. Đấy, một cái mẫu đèn laser trang trí này. Đèn laser trang trí, hàng đẹp xịn xò luôn, hàng đẹp và xịn xò luôn nhé. 420.000 đồng. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu thắt lưng da cá sấu, thắt lưng da. Đấy, con này thì nó không phải là một bằng da cá sấu thật 100% đâu các bác nhé. Con này thì bằng chất la cốt này thì bằng chất rượu liệu là da, cũng là da nhưng mà da PU. Đấy, cũng phải nói rõ luôn. Đây. Bóc ra luôn cho các bác xem nhé. Thắt lưng da la cốt này. Mặt của nó rất là đẹp này. Mặt của nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, mặt của nó em nhìn cũng ưng luôn này. Em nhìn cũng chim ưng luôn. Rất là đẹp luôn và xịn xò luôn. Đấy, la cốp. Đấy, tem mác này, mã QR này. Đấy. Đây, để em cậy nó ra để giới thiệu cho các bác. Đấy. Giới thiệu bằng thực tế các bác nhé. Giới thiệu bằng thực tế đi. Chứ cũng không phải là cần phải giấu giếm gì cả. Đấy, em giới thiệu thì các bác yên tâm nhé, các bác xem kênh em ấy. Đấy, giới thiệu là có như nào nói vậy nhé, không nói hơn nói bớt. Đấy, không nói hơn nói bớt. Còn là tốt thì em bảo là tốt, dùng được thì em bảo dùng được, dùng ok thì em bảo dùng ok. Đấy. Hàng của nó đây. Con này thì dùng cũng rất là ok. Đấy, chứ không phải là hàng kém chất lượng đâu nhé, hàng này dùng ok. Đấy, chứ không muốn nói đến mẫu mã của nó cũng rất là bắt mắt và đẹp. Đấy, ngoài ra thì em nói thật với các bác, như em chả biết gì nhưng em rất là ưng cái hộp. Đấy, thắt lưng em chưa chắc đã ưng nhưng mà ưng cái hộp này. Đấy.
hộp rất là đẹp, làm rất là tỉ mỉ luôn này. Nó làm tỉ mỉ từ ngoài hộp vào đến trong. Con này thì hơ lửa qua thì không có hiện tượng gì đâu nhé. Hơ lửa qua thì không có hiện tượng gì cả. Đấy. Hàng thì đảm bảo cho các bác luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn này. Đấy. Em ưng nhất là cái mặt của nó. Nói chung là cái mặt này thì rất là đẹp. Mặt này rất là đẹp. Con này bên em dân đang bán với mức giá đó là 200.000 đồng. 200.000 đồng một sản phẩm này. Sử dụng cũng rất là ok. Đấy. Rất là tốt. Chất lượng. Đấy. Chất lượng rất là tốt và bền bỉ. Con này thì các bác có thể sử dụng thoải mái. Đấy. Mẫu này bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. Đầy đủ cho các bác hộp, tem mác. Đấy. Không thiếu một thứ gì, đúng như quảng cáo trong video. Đấy. Có cả tem mác, có tất tần tật và các thứ. Đấy. Hàng này thì nó không phải là hàng Nhật nhé các bác nhé. Không phải hàng nội địa Nhật đâu. Đấy. Không là các bác lại hiểu nhầm. Đấy. Thắt lưng cá sấu, la cốp. Hàng nguyên hộp, hàng nguyên siêu. Đấy. Các bác có thể kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Và con này thì đây. Từ ngoài rất là đẹp này. Đấy. Rất là đẹp. 200.000 đồng. 200.000. Thắt lưng da la cốp. Sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng ống nhòm của ba ly leo. Ống nhòm này. Ba ly leo nguyên hộp. Đấy. Đấy, khi bác nhận hàng thì nó như này. Bóc nắp bảo vệ rồi các bác nhé. Các bác phải bóc nắp bảo vệ ra. Đấy, và chúng ta điều chỉnh ở đây. Đấy, tăng giảm ở đây nhé. Tăng giảm các bác điều chỉnh ở đây này. Đấy, và các bác nhòm. Con này thì nó chỉ nhìn xa được 1 km thôi nhé các bác nhé. Nó chỉ nhìn xa được 1 km thôi. Đấy. Con này nhìn cũng rất là ok. Đấy, em nhìn thấy thì cũng rất là ok luôn. Đấy. Nói chung là nhìn trong cái tầm gần quá thì nó sẽ bị mờ. Các bác nhìn ý, thì các bác cái bán kính nhìn của nó là 168m x 1000m. Đấy, nhiều khi các bác nhìn thẳng vào bờ tường thì thực ra là bảo là mờ là phải rồi, tại vì làm sao? Đấy, nó bác nhìn cách xa có 10m thì là nó sẽ khó nhìn. Đấy. Các bác phải nhìn xa xa một tí ra thì nó mới dễ nhìn, tại vì nếu mà nhìn 10m thì mắt thường mình cũng đã nhìn thấy rồi. Đấy, chứ không phải là dùng đến ống nhòm. Ống nhòm thì nó đã khuếch đại hình ảnh đến một cây số cho chúng ta, nên là những cái tầm gần quá thì chúng ta sẽ không nhìn được. Đấy là cũng phải lưu ý thế. Đấy, một số bác thì là cũng không hiểu. Đấy, mang về là nhìn thẳng vào bức tường thì thực ra rất là khó giải thích thương hiệu của ba ly leo này. Đấy, mẫu ống nhòm này thì bên em dân đang bán với giá là 370.000 đồng. Các bác cầm đây có ống nhòm này. Đấy, các bác cầm đây có ống nhòm và các bác ngón tay các bác chỉnh đi. Các bác có thể chỉnh được xa gần này. Rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả và xịn sò. Đấy. À, cái này cũng có thể xoay. À, các bác cũng có thể chỉnh ở đây được nữa này con này. Các bác cũng có thể chỉnh xa gần ở đây nữa này. Đâu nhỉ? Bên này bạn được mà. À, một mắt các bác nhìn xa gần đó. À, rất là tiện lợi. Đấy. Em thực ra là giờ em mới tìm hiểu ra được cái này các bác ạ. Đấy, cái này thì các bác cũng có thể chỉnh ở đây được xa gần nữa. Các bác cũng chỉnh được xa gần nữa nhé. Đấy. Ống nhòm. Bên em dân đang bán với giá là 370.000 đồng một cái. Ống nhòm 370.000 đồng một cái. Hàng xịn sò luôn. Đấy, quên lại, cũng lắp cái này vào. Đấy. Hàng xịn sò luôn các bác nhé. 370k một cái ống nhòm. Sản phẩm tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu các bác là một cái dòng máy xay hạt. Đấy, máy xay hạt inox 304. Đấy, con này xay rất là khỏe này. Con này xay rất là tốt này, xay hạt. Đấy, các bác xay vào đây. Đấy, một cái mẫu máy xay này thì nó sử dụng bằng cái dòng điện 220V. Đấy, sử dụng bằng cái dòng điện 220V nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Đây, các bác cầm vào đây. Máy xay hạt BM dân đang bán với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một cái. Máy xay hạt này. Xay rất là tốt luôn. Mẫu này xay rất là tốt và rất là xịn sò. Đấy. Khi bác cắm điện vào xay nó rất là ok.
Đấy, sử dụng dòng điện 220V và có nắp đậy. Và có nắp đậy này. Ừ. Các bác chỉ cần đóng vào là xong. Đấy, nó sẽ có chốt ở đây. Nó sẽ lắp đặt vào đây để chúng ta giữ lại. Đấy, nắp. Đấy, 200.000 đồng một cái mẫu máy xe hạt này có nhé. 200.000 đồng một cái mẫu xe máy xe hạt này. Hàng xịn sò luôn, hàng đẹp, chất liệu inox. Chất liệu inox 304. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bơm dẫn chân, bơm 2 ti. Bơm dẫn chân bơm 2 ti này. Các bác có thể bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm ô tô thoải mái luôn. Bơm xe máy, bơm xe đạp, bơm ô tô thoải mái. Đấy. Các bác chỉ cần dẫn thôi, rất là nhẹ nhàng nhé, rất là nhẹ nhàng. Con này thì nó là thương hiệu của Stanley, Stanley Marine Java. Bên em Dân đang bán với mức giá đó là 300.000 đồng một sản phẩm này. 300.000 đồng một sản phẩm bơm 2 ti thì có nhé. 300k. Đấy, các bác chỉ việc lắp vào và dẫn thôi. Đây, đầu của nó đây. Các bác có thể thay đầu. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó đang nén lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây, nó nén lên mấy ký này em vẫn dẫn được này. Đấy. Rất là tiện lợi nhé. Rất là tiện lợi. Đấy, một con mẫu bơm 2 ti. Bơm 2 ti, bơm dẫn chân. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh nhé. Đấy, thì vừa rồi em Dân vừa mới giới thiệu tới quý các anh chị một số những cái mẫu, những cái dòng sản phẩm bên em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng cái video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.